Nơi gấp nhận 30 túc cần Zodiac. Đầu tiên các bạn tham gia trình này gấp, các bạn lý phần liên mô tả, mình bấm nút ta là chat chatbot nha các bạn. Sau khi các bạn bấm nút ta, xong các bạn join vào ai gấp, rồi các bạn bắt địa chỉ với C20 chút qua lệch MetaMask để ta cần. Rồi các bạn bấm vào nút balance, các bạn sẽ nhận được 30 túc cần nha các bạn. Con này mới đi. Rồi các bạn bấm vào get link, mình lấy link gấp chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Con này nhiệm vụ con cái một là join ai gấp. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.